Hello, xin chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Thanh Tú Store, kênh chuyên mua bán thời cũ chính hãng giá rẻ các bạn nhé. Hôm mùng 3 mình có ra một cái video thì có một khách bình luận như thế này: được nút bạc chắc giảm giá sập sàn chuẩn luôn rồi anh em ạ. Nếu mà kênh YouTube của mình mà được nút bạc nhé thì nói thật các bạn là ngoài cái việc mình giảm giá kịch sàn ra, mình còn có những cái trò chơi mini game để tri ân đến mọi người với những cái giải thưởng cực kỳ là hấp dẫn, cực kỳ là máu luôn anh em ạ. Và cũng chỉ còn có bao nhiêu, để các bạn đợi mình xíu nhá, chỉ còn có 23.000 người đăng ký nữa là mình được nút bạc. Thế cho nên là những anh em nào đang xem cái video này mà chưa đăng ký kênh của mình thì đăng ký luôn vào ngay nhá, đăng ký luôn vào ngay. Và mình vẫn có chương trình giảm giá đến hết ngày mùng 10 âm lịch, là các bạn mua tất cả các cái máy dưới 2 triệu giảm 100, trên 2 triệu giảm 200, trên 5 triệu giảm 300 và trên 10 triệu sẽ được giảm 400. Điều kiện để các bạn được giảm là các bạn phải bấm đăng ký kênh, comment và chụp ảnh gửi cho bên mình khi mua máy nhé. Thế và ngày hôm nay thì mọi người ạ, mình về được rất là nhiều máy Android, tầm loanh quanh, chỉ loanh quanh từ 1,5 triệu đến 3 triệu, nhiều lắm luôn, về được mấy chục cây luôn này. Đây này, chỗ này là 2, 4, 6, 8, 10 cây. Mình cây là 20 cây, 23 cây. 23 cây đây là mình chỉ một chỗ mình mua nhá, một chỗ khác mình mua nữa. Thì mình sẽ lên báo giá chi tiết những cái số máy mới về và tất cả sản phẩm ở 95 Phúc Tân. Đó, mọi người xem ưng con nào, thích con nào thì mọi người chủ động liên hệ trực tiếp bên mình qua số Zalo 056688 từ quý 9 các bạn nhé. Ok, bây giờ mình có khách rồi. Cái gì thì cũng có thể mua được bằng tiền nhưng mà uy tín thì không thể mua được bằng tiền. Uy tín thì phải theo kiểu là theo thời gian được gây dựng bởi thời gian. Và lúc này thì mình rất nhiều cảm xúc mà chẳng biết nói gì hơn. Lời cảm ơn tất cả mọi người. Cái gian hàng của mình các bạn nhìn này, trống trơn hết. Cả cái chỗ này trống trơn hết. Còn đây hôm nay về được rất là nhiều này. Ngày hôm qua mình đã về được nhiều rồi đúng không? Ngày hôm nay về được cũng rất là nhiều, nhiều gấp đôi ngày hôm qua. Đấy. Còn đây, các bạn nhìn gian hàng quá trống, quá cảm xúc giờ phút này. Ngày hôm nay thì mình đi bán cửa hàng khác về, nhìn cửa hàng với cả vợ thống kê lại, thật sự là vui. Thật sự là vui và cho mình gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người nhé. Đấy, và bên mình vẫn cứ có chương trình giảm giá. Là mua máy dưới 2 triệu giảm 100, trên 2 triệu giảm 200, trên 5 triệu giảm 300 và trên 10 triệu là giảm 400. Điều kiện là các bạn bấm đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình nhé. Vì mình đang cố gắng được nút bạc. Và nếu mà được nút bạc thì chắc chắn là rất rực rỡ đấy mọi người ạ. Rất rực rỡ nhé. Ok, không dài dòng nữa, mình giới thiệu hàng mới về đi. Hôm nay về được ít táo thì mình giới thiệu luôn. Exynos Max 64 GB pin 88%, máy zin chất, hình thức đẹp. Máy bao zin, hình thức đẹp. Pin 88, 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi mà mọi người được giảm 300 là còn có 6 triệu 2 nhá. Tiếp theo một con 13 thường. Con này khách mua của mình từ thời bao nhiêu tiền ấy, từ 16 17 triệu luôn ấy. Khách lâng đời. Con này bản VN 128 GB. Pin 83%, máy bao zin full. Hình thức thì có chày ở đây. Đấy, có chày đấy nhá. Hình thức mình giá được 97%. Quan trọng con này chỉ có giá là 10 triệu 500, lại được giảm 400 vị trí còn có 10 triệu 100 thôi. Tiếp theo là một con 8 Plus. Con này 64 GB nhá. 64 GB và có giá là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi 8 Plus 64 GB. Con này là 3 triệu 7 64 GB nhá. Vì con này là đẹp hơn con kia nên đắt hơn 200 nghìn. Đấy, và các bạn nhớ rằng giá này là giá chưa trừ nhá. 7 Plus 32 GB 2 triệu rưỡi. Con này thì hình thức nó được 97% thôi.
2 triệu rưỡi là giảm còn 2 triệu 3. Tiếp một con SE 2020 118 ghi 3 triệu 3, giảm 200 là còn có 3 triệu 1 thôi. SE 2020 nhé, rất hợp lý luôn. Đấy, còn chỗ này nữa, quá là vui. Mọi người đăng ký kênh, đăng ký kênh cũng như là bấm like video ủng hộ mình, gửi lời chúc tốt đẹp, lời chúc lời yêu thương đến nhau, cho nhau vui vẻ, tinh thần thoải mái, làm ăn, nói chung công việc thì cực kỳ là thuận lợi. Đấy, và các bạn nhớ nhá, khi mình được nút bạc thì mình sẽ có chương trình rất khủng luôn. Ok, hôm nay mình mua được hai con mi. Hai con mi này của khách vừa mới mua 3 triệu một cây. Khách vừa mua 3 triệu một cây nhá. Đấy, vừa mua xong. Thế nhưng mình đổi. Vì sao? Vì con này không có tiếng Việt. Con này bản nội địa Trung Quốc. Mi 9, RAM 6 bộ nhưng 128, máy zin đẹp. 2 triệu một cây. 2 triệu một cây này giảm 200 còn có 1,8 triệu thôi. Rất là hợp lý nhá. Rất là hợp lý. Tiếp theo là con Redmi Note 11 S. Con này bản Note 11 S này, bản RAM 8, bộ nhớ 128. Máy zin full này thức đẹp. 3,1 triệu. 3,1 triệu. Tiếp theo là con Oppo A92, RAM 8, bộ nhớ 128. Bình thường con này mình bán 2 triệu rưỡi, nhưng vì con này thay cái lưng đằng sau rồi thì còn 2 triệu 2 thôi. 2 triệu 2 giảm 200 còn 2 triệu được RAM 8. Rất là rẻ. Samsung A12 bản RAM 6 bộ nhớ 128. Máy zin đẹp 2 triệu rưỡi. Poco C40 RAM 464. Mặt trước đẹp, mặt sau hơi phải. 1,6 triệu. 1,6 triệu giảm 100. Máy dưới 2 triệu giảm 100. Tiếp theo là con Realme 8, RAM 8 bộ nhớ 128. Máy zin đẹp 3,3 triệu. 3,3 triệu Realme 8. Pixel 4, RAM 6 bộ nhớ 64. Máy zin đẹp 3,2 triệu. Google Pixel 4. Ai thích nhỏ gọn thì con này rất là vừa tay luôn. Samsung con này mình nhầm tên hay sao nhỉ? Con này là M31. M31 RAM 6 bộ nhớ 128, 2,6 triệu. 2,6 triệu. Con này không phải là mới về. Realme C35 bản RAM 464, 2,5 triệu, máy zin đẹp. C35. Oppo A77 S, RAM 8 bộ nhớ 128, 3,2 triệu, máy zin đẹp. Samsung M03S hay là M30S nhỉ? M30S RAM 464, 1,8 triệu. 1,8 triệu, máy zin hình thức 98. Pixel 4A RAM 6 bộ nhớ 128. Con này là 2,5 triệu. 2,5 triệu Pixel 4A. Oppo A57 RAM 464, 2,4 triệu. Con này máy zin full hình thức 98. Oppo A15s RAM 4 bộ nhớ 64, 1,7 triệu. Vivo i23 RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin đẹp 3 triệu. Samsung A14 RAM 4 bộ nhớ 128, máy zin đẹp 2,7 triệu. Oppo A57 RAM 464, con này máy đẹp nhé, 2,7 triệu. Máy đẹp 2,7 triệu. Vivo i33s RAM 8 bộ nhớ 128, 3 triệu. Máy zin đẹp.
Một con Techlo Pova 4 Pro, RAM 8 bộ nhớ 128. Con này xe vui rồi. Heni G99 à. Con này thì mình cũng không thạo với nó lắm, nhưng mà giá nó rất là rẻ, có 3 triệu 3, 3 triệu 2 thôi. Khoan tự trừ giá giảm đi nhá. Samsung A05 RAM 6 bộ nhớ 128, 2 triệu rưỡi. A05 Xiaomi 12C RAM 4 bộ nhớ 128, 1 triệu 8. Mặt trước đẹp, mặt sau hơi phẩy phẩy. Máy zin chất. A11 RAM 3 bộ nhớ 32, 1 triệu rưỡi. Samsung A11 máy zin. Mặt trước đẹp, mặt sau hơi phẩy phẩy. Hôm nay về được 3 con Samsung A13. Đều là bản Việt 2 SIM, RAM 4 bộ nhớ 128. Máy zin đẹp, 2 triệu rưỡi một cây. 2 triệu rưỡi một cây. Các bạn lưu ý là các bạn tự trừ đi giá chương trình khai xuân giúp mình nhé. Đấy. Còn đây, 11. Còn ít đâu, vừa hôm qua clip trước mình rất là nhiều, hôm nay còn ít đâu. 11 nhá, 64 GB thì vẫn cứ dao động từ 6 triệu đến 6 triệu rưỡi. 128 GB từ 7 triệu đến 7 triệu rưỡi nhá. Cái mắt 64 GB thì dao động từ 6 triệu đến 6 triệu rưỡi. Còn 206 GB từ 7 triệu đến 7 triệu rưỡi nhé. 7 Plus 32 GB dao động 2 triệu rưỡi, 128 GB dao động là 3 triệu. Còn 8 Plus màu gold và màu trắng thì là 3 triệu 7, màu đen thì là 3 triệu rưỡi. Đấy. Còn SE 020 64 GB thì vẫn là 3 triệu. Còn 128 GB là 3 triệu 3. Đấy, thế còn 8 nhỏ 64 GB thì là 2 triệu 7. Có con này còn 2 triệu 4 thôi nè. Con này còn 2 triệu 4 nhá. 11 Pro 64 GB thì dao động là 7 triệu rưỡi. 206 GB thì dao động là 8 triệu rưỡi nhá. 11 Pro. Rất là nhiều. Còn Pro Max. Pro Max thì sao? Đây. Pro Max này cũng còn ít đâu. 64 GB dao động 9 triệu, còn là 206 GB dao động là 10 triệu nhá. Đây là 11 Pro Max. 13 Pro, con này 15 triệu 300. Máy zin đẹp bản VN. 206 GB 15 triệu 300. Trên 10 triệu các bạn được giảm 400 rồi nhá. 12 Pro Max cũng chỉ còn vài cây thôi. 206 GB pin 88, 13 triệu. Máy zin full hình thức 97. 206 GB pin 83, con này thay nâng rồi. 11 triệu 800. Con này 206 GB 13 triệu 200. Con này 128 GB 11 triệu 500. Con này màn linh kiện Apple chính hãng nhé. 206 GB 13 triệu 200. 11 triệu 206 GB pin 82. Con này vì cái màn hình nó hơi hơi vàng vàng một xíu ở chỗ góc này cho nên giá rất là rẻ, có 11 triệu thôi. 13 Pro Max 206 GB 16 triệu 800 pin 89. Máy zin đẹp. 128 GB pin 86, 15 triệu 600 máy zin đẹp. 17 triệu 512 GB pin 86, máy zin đẹp. Khoan tự trừ đi giá giảm giá nhá. 16 triệu 700 206 GB pin 87, máy zin đẹp. 14 Pro Max 206 GB pin 90 bản VN. Máy zin đẹp 23 triệu. XS 64 GB dao động 5 triệu, 206 GB dao động là 5 triệu rưỡi. XS 12 Pro còn có vài cây thôi. Còn này pin 89 206 GB 11 triệu. 128 GB pin 86%.
10 triệu 500. 206 ghi pin 86%. 12 triệu. 118 ghi pin 86%. 11 triệu. 128 ghi pin 85%. 10 triệu 500. 12 mili. 6 triệu 2. 128 ghi hình thức 95%. 12 tường 64 ghi pin 85, 8 triệu. Con này là 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi, 12 tường 64 ghi. Con này 7 triệu 64 ghi pin 100, bao zin trừ quả pin. Đấy. Hết máy rồi. A335G bản Hàn, RAM 8 à RAM 6 bộ nhớ 128. Máy zin đẹp keng, 3 triệu 7. Windows 5. Windows 5 thì vẫn là 2 triệu 6, RAM 6, bộ nhớ 128. A14 2 triệu 7. A14 2 triệu 7. A22 bản Hàn 2 triệu rưỡi, bản Việt 2 triệu 7. M12 RAM 464 2 triệu rưỡi. A12. Ủa, A12 hết sạch à? Ủa. A12 trong năm lúc mình nhập mấy chục cây về. Con này không biết bản gì. Mình báo giá sau nhé. Z Fold 3 RAM 12 bộ nhớ 256. Bản Việt 2 sim 11 triệu, con này giảm hẳn 1 triệu nhé. S20 Plus bản Việt 2 sim. Máy zin đẹp, RAM 8 bộ nhớ 128, 5 triệu 7. A90 5G bản Hàn, con này viền phẩy 2 triệu 7. A22 bản Việt 2 triệu 7. S10E bản Hàn 6128 2 triệu 7. K40 Gaming bản RAM 8 bộ nhớ 128 4 triệu. Còn bản RAM 12 thì là 4 triệu 3. 4 triệu 3. Redmi Note 9 2 triệu 2. Redmi Note 9 2 triệu 2. RAM 4 bộ nhớ 128. Máy đều bao zin hết. Hình thức thì được 98. Còn Redmi Note 9 Pro 6128. Hai con này thì đã thay nưng rồi, 2 triệu rưỡi. Thay nưng rồi. Redmi Note 10 2 triệu 3 ra 464. Redmi 11i 8128. Máy zin đẹp 4 triệu. Redmi 10 2 triệu 4 4128. Xiaomi 11T 5G, con này thay nưng rồi các bạn nhé. Con này thay nưng rồi, bình thường nó 4 triệu rưỡi. Vì thay nưng mình bán là 3 triệu 8. Redmi 9T 1 triệu 7 ra 464. Xiaomi 6i 2 triệu ra 4 bộ nhớ 128. Mi 8 RAM 6 bộ nhớ 128 triệu 6. Redmi Note 10 6128 2 triệu 7. Oppo A92 8128 2 triệu rưỡi. Oppo A74 6 đâu? Oppo A55 6128 A55 5G 2 triệu 9. Con này bán hộ máy công Xiaomi 3, coi như bán màn 500.000.
Oppo Reno 8T 5G 4 triệu 8 máy zin đẹp. Sao lại con này còn đây nhỉ? Con này có người chốt rồi mà nhỉ? Chính tay mình lên đơn mà quên à. Oppo F11 Pro, con này thay vỏ. Chưa biết giá bao nhiêu. Oppo Reno 2F 8128 2 triệu 8. Oppo A74 8128 3 triệu. Oppo A54 4128 2 triệu. Holo 8128 máy zin đẹp. 2 triệu rưỡi. Huawei P30 Pro 8256 3 triệu 8. VinSmart Star 5 1 triệu 1. Vivo i15 1 triệu 2, con này nút nguồn hơi nặng. VinSmart Edit 8128 2 triệu, con này viền xấu. Con này máy đang lỗi sao? Vivo i21 RAM 464 2 triệu. i21 RAM 6 bộ nhớ 128 2 triệu 1. Con Vivo này RAM 2 bộ nhớ 16. Hay là 32 gì đấy, 900 nghìn. Xiaomi 3 RAM 3 bộ nhớ 32 1 triệu. LG Q61 2 triệu giảm 200 còn có triệu 8. Con này bán lỗ nặng. Q9 1 triệu rưỡi không giảm nữa. Q92 5G 2 triệu 3. Ok thì các bạn biết rồi đấy, mình chỉ quay sơ qua thôi. Còn mọi người muốn xem chi tiết thì nhắn tin Zalo bên mình nhá. 056688 từ Q9. Đây cái chỗ iPhone này thì nói chung là nó cũng giống ở chính hãng Phúc Tân thôi. Giá thì cứ chung chung như vậy, thì có khác này. Đây, ở đây có thêm con 13. 13 Mã Mỹ pin 87, máy zin đẹp 12 triệu. Nó được giảm 400, cái chi còn có bao nhiêu? 11 triệu 600. Đấy. Đây con này này. 13 Pro 256 GB 15 triệu. Pin 85 bản VN máy zin đẹp. Đã được giảm 400 thì chỉ còn có 14 triệu 600 thôi. Đấy, 11 Pro Max này, 11 này, giá này chung chung ở kia. Đây. Windows 5 RAM 6 64 ở đâu, RAM 6 bộ nhớ 128 có 2 triệu 6 thôi. Đã được giảm 200 thì chỉ còn có 2 triệu 4. Poco X3 Pro 56 bộ hình 128 mặt trước đẹp. Mặt sau thì hơi sức sước nhá. 2 triệu 8, 2 triệu 8 giảm 200. Tiếp theo là Samsung M33 5G bản Hàn, RAM 6 bộ hình 128 máy zin đẹp. 3 triệu 6, 3 triệu 6 lại được giảm 300 à 200. A71, Samsung A71 bản Hàn, RAM 8 bộ nhớ 128 máy zin đẹp. 3 triệu rưỡi. Giảm 200. Oppo A55 RAM 464 máy zin đẹp. 2 triệu 2. Giảm 200. Note 10 bản Hàn RAM 12 bộ nhớ 256. 4 triệu 4, giảm 200. Mi 10T Lite RAM 6 bộ nhớ 128 2 triệu 9. Máy zin full nội thất 98. Giảm 200. Xiaomi 7 RAM 8 bộ nhớ 128 2 triệu 8 và giảm 200. Quá rẻ. MA13 bản Hàn, Samsung A13 bản Hàn.
2 triệu rưỡi giảm một dòng giảm 200, ra 464 máy zin đẹp. Huawei Nova 2i ra 464 1 triệu 7 giảm 100. Oppo A73 ra 464 2 triệu giảm 200. Con này thay lưng nhá. Đấy, các bạn thích con nào thì nhắn tin Zalo bên mình nhá. Bên mình sẽ có người chụp ảnh cho các bạn xem chi tiết. Và nhắc lại các bạn là cái chương trình giảm giá này bên mình áp dụng đến hết mùng 10 âm lịch nhá. Hết mùng 10 âm lịch. Ok, thank you mọi người.